Xin được chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khánh Béo TV. Xin được chúc toàn thể quý vị có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Tiếp tục ngày hôm nay thì Khánh Béo TV xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn. Mời quý vị chúng ta cùng nghe một đoạn một đoạn ghi âm cực kỳ hay mà các quý vị nghe xem là giọng của thầy nào. Thật sự là mình cũng cảm thấy hơi bất ngờ và cũng hơi, nó thật sự là có một chút gì đó, thật sự là mình cảm thấy kinh hãi. Thế thì đoạn ghi âm đó diễn ra như thế nào thì mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe và quý vị có thể nghe xem đây là giọng của thầy nào. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nhé. Sao mà thầy vô khách sạn, hả? Thầy vô khách sạn, vô nhà nghỉ với ABCD nào đó chút xíu nó phương cho quý vị. Mà cái đoạn ghi âm này tại sao thầy không biết là có bỏ tiền ra mua hay không? Hoặc là mua tiền ít quá sao bây giờ ảnh tung ra tùm lum tà lá hết trơn rồi. Còn máy như thế được. Cả nhà cùng nghe nha. Dạ vâng, con chào thầy ạ. Hôm qua ấy, thì thầy có điện cho con. Lúc bây giờ thì con đang lái xe rất là đông người, cho nên nói chuyện nó không tiện. Hôm nay con tranh thủ điện lại cho thầy để con báo cáo với thầy về cái tình hình mà hôm trước thầy trò mình đã trao đổi sơ bộ ấy. Thì để thực hiện tinh thần chỉ đạo của thầy hôm trước ấy, thì con đã triển khai cùng một số anh em đến gặp những cái đối tượng mà họ đang chống phá thầy ấy, viết bài rồi cũng như là những cái đối tượng. Cái anh bạn này cũng biết dùng từ hơn nha, làm như anh là công an đó. Những đối tượng. Đúng rồi, những đối tượng chúng tôi là những Phật tử đang yêu mến đạo Phật, không muốn cho ai có trì vết gì làm ô uế đạo Phật. Nhưng những con người này mà anh lại binh vực, anh lại tìm cách xóa đi những cái xấu xa của ngày ấy, của đi. Đang nắm giữ trong tay của họ hàng trăm cái tin nhắn của thầy. Đấy, là về cái nội dung là nói chung là về tình yêu nam nữ. Thầy nhắn cho cô, ví dụ như là cô Ngọc Linh này, cô Diệu Ngọc, cô Huệ Ngọc này, cô Kim Liên này, và cái cô Vượt Minh vân vân. Tức là với cái nội dung là tình tứ chuyện nam nữ, rồi là có những cái cuộc hẹn nhau, nhắm cho nhau, hẹn nhau là giờ nào đến thất của anh, giờ nào đến thất của em, rồi là chồng chồng vợ vợ vân vân và vân vân, hai bên tương tác qua lại với nhau như vậy. Thì họ đang nắm giữ cái hàng trăm cái tin nhắn của thầy như vậy, thì con cho rằng là rất là nguy hiểm. Tuy nhiên ấy, thì nó còn có những cái nguy hiểm hơn, đó là cái camera. Camera ở khách sạn Duy Đăng ấy, ở thành phố Đà Lạt ấy, là nó quay được thầy và cô Ngọc Linh đi vào khách sạn đó. Tức là cô Ngọc Linh là cô đi vào khách sạn Duy Đăng đó, cô thuê phòng trước. Thì có lần ấy là cô ấy ở tầng 2, và cũng có lần ấy thì họ đã xếp cho cô ở tầng 3. Đấy, còn thầy ấy là thầy đến sau. Có lần thì thầy đi cái xe Camry màu đen, có lần thì thầy đi cái xe bán tải. Thầy đến đó thầy cũng thuê phòng ở tầng 1. Tuy nhiên là lúc nửa đêm ấy thì thầy lại đi từ phòng thầy lên trên phòng của cô Ngọc Linh kia. Rồi lúc nào mà thầy đi ra từ phòng của cô ấy, đi ra rồi là thầy xuống phòng của thầy, thì camera ở hành lang của khách sạn cũng như là cái khu vực khách sạn nó giám sát, nó quay thầy hết. Thì con cho rằng là thầy rất là chủ quan, thầy đã bị một người nào đó bí mật theo dõi thầy mà thầy cũng biết. Đây là một vấn đề hết sức là nguy hiểm, nó liên quan đến danh dự cũng như là đến cái sự tôn vinh của chánh pháp. Cho nên là con rất là sốt ruột, hôm nay con điện vào con nên là xin phép thầy, nếu mà thầy đồng ý thì ngay trong ngày mai con sẽ cùng với một số anh em tiến hành tái gặp lại những cái đối tượng bên kia để đàm phán với họ, để làm sao mà hai bên đi đến hòa bình, để không chống phá nhau nữa, và làm sao ấy, đàm phán làm sao mà để mà biến can qua thành nội thành, mà biến bạn thành thù, thì đó là một cái điều tốt đẹp nhất. Thì thôi, tinh thần thì chuyện nó còn dài lắm, thì thôi con cũng báo cáo với thầy là tình hình chung là như vậy. Thì nếu mà thầy đồng ý thì ngày mai con sẽ cùng một số anh em tiến hành để gặp gỡ lại các cái đối tượng đó để đàm phán. Cảm ơn chú rất nhiều. Nói con nói như thế này chú mà nghe nha, quý vị nghe tiếng nha, tiếng này là ai, đừng có nói là giả tiếng nha quý vị. Con nói như thế này chú mà người ai trên đời là người đọc thánh, ai cũng có lỗi lầm trên bước đường ta đi. Chắc dạ, ví dụ ta đứng lên ta vượt qua ta trở thành thánh nhân, chứ đâu phải là thánh sản đúng không? Nhưng mà chuyện quá khứ hôm qua, năm trước, năm kia nó qua, ta chỉ biết hiện tại đó nó qua. Nhưng mà thôi, con chỉ biết là lúc đó con có đi xây dựng và đi một mình kiếm khách sạn cho rẻ tiền là ở thiện á. Dạ vâng, cái nguy hiểm nhất là cái camera nó đã quay được tất cả những cái nhất cử nhất động của thầy. Khi mà vào thuê khách sạn ra làm sao, rồi đêm mà thầy đi từ phòng thầy ở tầng 1 lên tầng 3 ở phòng cô Ngọc Linh ấy. Rồi cũng có lúc ấy thì cô lại thuê phòng ở tầng 2. Tức là mỗi lần vào thì lại thuê phòng khác nhau. Có lần thì họ xếp ra tầng 2, có lần thì họ xếp tầng 3. Thì có nghĩa là cái nhất cử nhất động của thầy đi lại ra làm sao, ra vào phòng như nào, thì tức là camera nó đã giám sát được hết. Cho nên cái này là cực kỳ là nguy hiểm. Cho nên trong giai đoạn này con dặn thầy này, thầy không được nhắn tin cho ai nữa. Ví dụ như là cái chuyện mà trong nội bộ của mình, trong nội viện ấy, mà những nội các của mình, là có gì thầy nên gặp trực tiếp thôi, chứ thầy đừng có nhắn tin nữa. Nhắn tin là nó sẽ lấy được cái tin nhắn ấy ra thầy nhá.
bởi vì thế giới thẳng mà, đúng không? Cho nên công nghệ cao, cho nên bây giờ nó kiểm soát được hết, mình nói chuyện ở đâu nó biết hết. Đấy, cho nên là con dặn thầy như thế, bởi vì bọn con có nghiệp vụ đấy. Thế thôi thì bây giờ nói thì nó dài lắm. Bọn con có nghiệp vụ. Chứng cứ mà hiện nay là nó có hàng gần 100 tin nhắn của thầy, mà không phải là một người, mà có nghĩa là của cô Kim Anh này, cô Diệu Ngọc này, cô Huệ Ngọc này, mấy lại cái cô gì mà cô Nguyễn Thị Ngọc Linh cái gì đấy, mà bây giờ nó bảo là bây giờ hình như là cũng là sư rồi đấy, ở trong tu viện rồi đấy. Chết rồi trời. Thế là 4-5 người như thế là họ đang có hàng gần 100 tin nhắn của thầy mà nó tích kê ra. Chứ có Ngọc Linh thì có ở ngoài, có ở làng Yên Thấy, có ở trong tu viện. À dạ vâng, thì đấy thì con không nắm rõ được cái chuyện đó, nhưng mà con xem cái danh sách đưa cho con đấy, rồi nó thâu tóm được gần 100 tin nhắn của thầy. Với lại những người kia nhắn lại cho thầy như nào, cái chuyện thôi, cái chuyện mà nó tế nhị con không muốn nói ra nữa. Đấy, thì thôi con nói thầy, con vẫn khẳng định là thầy tôi là trước đây là cư sĩ thôi. Nhưng nó bảo, tôi nói cho ông biết là ông đừng có bênh vực cái chuyện đó, nếu ông bênh vực thì nói tôi sẽ không nghe lời ông nữa. Còn nếu ông mà, ông đã nói ông đại diện thầy ông gặp tôi, thì bây giờ ông phải nói thế nào để tôi phải tâm phục khẩu phục. Dạ, 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 đó là lâu lắm rồi thì và... thật sự là hôm nay bây giờ mình đang muốn sạch sẽ, mình con người mình khác. Dạ, và... hồi xưa nó là lâu lắm là tại vì vậy nè, tại vì nó cũng vô đây rồi tu hành thế là cái kia đó, mà cái ông đó là tên Úc, nó tên là Thiện Hòa. Dạ. Như nói với con Nhi rồi vô đây tu hành, thằng thì ở biết nó, con kia thì nó ở ngoài, tổng chứ ngoài cũng chùa đó, nhà đó, hai nàng đó, rồi hai đứa nó yêu đương nhau rồi mình mới biết, thay vì mình biết mình gầy cũng gầy rồi người ta mới nói mình nó yêu đương nhau rồi nó nấu cơm, trời ơi nó sáng mình 6 giờ thay vì giúp con cho chúng nó sức mình xúc cho gia đình của con bé Nhi đó chứ, cho nên là giờ thằng bây giờ nó mới nói, rồi sau đó nó nói thì mình mới biết, thay vì mình biết mình gầy cũng gầy, thay vì mình cũng kiếm chuyện mình cũng chặt lẹo này kia vô cái nó làm mình hết chắc. Dạ vâng. Dạ thì con thấy là chuyện quá khứ sâu tốt. Nếu mình xét mình có lỗi sai thì sửa, còn mà nếu mà con làm được thì càng tốt, thì con thì mà mình cảm ơn chú rất nhiều. Nhưng trên đời thầy chỉ biết trong hiện tại thì sống thì xét, còn trên bước đường mà mình tốt nghiệp lúc khác mà mình thấy người ta tình cảm yêu đương, mình thấy người ta mà vậy thì nó cũng sanh tâm với nhau, thì không phải là nó dễ đâu. Nhưng mà mình cũng nhấp nhả nhiều khi, cần ơn thậm chí cái con đó là tên là con gì ta, con Diệu Ngọc, nó vô duyên vô cớ, thật sự ra là chú nói rất là đúng đấy. Nó đây cần là nó vô đây đi gần ý với mình, rồi nó đòi là nói với mình là đi mua đầu tóc giả cho mình rủ mình đi. Trời trời trời, vậy là cái cô đó không phải là nghe lại mà nghe tiếp, nhưng mà phụ huynh là cái này cái đây nó nói tao nói nó gì đó rồi đây. Đi gần ý với mình, rồi nó đòi con Diệu Ngọc, nó vô duyên vô cớ, thật sự ra là chú nói rất là đúng đấy. Nó đây cần là nó vô đây đi gần ý với mình, rồi nó đòi là nói với mình là đi mua đầu tóc giả cho mình rủ mình đẹp tính. Nó nói nó gì đó rồi nhắn tin qua lợn, thì mình nói chung cũng có nhắn tin yêu đương với nhau, thì trước đó quá khứ thì tội cũng như này kia, nhưng mà thấy chưa, yêu đương quá, có nhắn tin qua lợi yêu đương đổi tóc giả để đi tỉnh, cái này là thực tế rồi, sao mà kinh khủng quá. Lúc mà từ lúc tu xong cái giờ thì là nhắn tin qua lợn, thì mình nói chung cũng có nhắn tin yêu đương với nhau, thì nhắn tin yêu đương thì tội cũng như này kia, nhưng mà con cũng lúc mà từ lúc tu xong cái giờ thì là thì cái lúc đang tu thì không nói, nhưng cái lúc tu xong rồi thì mình còn thuộc lộng nữa đâu, đúng không? Ê, đừng có bạo miệng cái đó, nói là đổi tóc giả là đang. Nhưng mà thầy ơi, nó có một cái giỏ thế này này, nó sẽ vẫn bắt lỗi được thầy là gì, bởi cái lúc năm 2013 là thầy đã thọ giới tỳ kheo rồi, thì bây giờ nó cứ biết là cái cớ đó, ông là tỳ kheo tại sao ông còn yêu đương, đúng không? Yeah. Cho nên là con sẽ hủy tiêu cái này đi cho thầy. Hủy tiêu như thế. Hủy gì? Cho nên bây giờ thầy phải bí mật. Cảm ơn chú. Vâng. Thầy cứ xưng thầy với con, thầy không được xưng con với con, thì con còn là phàm lắm. Yeah. Bởi vì những người như vậy đó, nó đã nói rồi, nó nói là trong đời người ai không mắc lỗi, thì mình mắc lỗi thì mình sửa cái lỗi mình đi, mắc mớ gì đem những cái hình ảnh của sư Minh Tuệ ra chỉ trích bôi nhọ người ta, nói người ta tu sai cái này cái nọ, được ôm nồi cơm điện để là kiếm miếng ăn, tu không được hả? Những cái thằng như vậy rất là nguy hiểm. Tôi nói thật, tôi nhìn cái mặt ông này, tôi đã biết nó không phải là một người chân tu đàng hoàng. Mình tu mà mình không thấy cái lỗi của mình, mà mình toàn thấy cái lỗi của người khác không à, là như vậy thì làm sao mà tu được. Những người mà chỉ trích sư Minh Tuệ đó, hãy nên xem lại bản thân của mình trước đi. Sư Minh Tuệ là một bậc chân tu, tôi nói thật đấy, một bậc chân tu vĩ đại của đất nước Việt Nam chúng ta, mà đất nước Việt Nam chúng ta chưa có ai làm được. Tôi nói thẳng một câu, chưa có ai làm được như sư Minh Tuệ. Những cái thằng mà nó ganh ăn tức ở, nó chỉ cái mỏ vào, nó nói xấu, nó bôi nhọ, nó hạ cái uy tín của sư Minh Tuệ đi để nó nâng tầm cái bản thân của nó lên, nhưng mà không ngờ cái bản thân nó còn hơn cái đống rác nữa. Ngày xưa ông bà ta có câu nè, ăn chầu thì phải có vôi, muốn sôi người khác thì phải coi lại mình. Những cái ông này, những cái thằng này mà nó chỉ trích sư Minh Tuệ thì bây giờ lòi ra được cái bản tánh của nó. Bởi tôi nói là người làm thì trời nhìn, đúng chưa? Đây là quả báo của những người mà chỉ trích sư Minh Tuệ.
những người mà bố nhỏ Sư Minh Tuệ. Người này nè, mà con Lê Thị Miễn nó tân bốc, đây là một vị chân tu, cảm ơn thầy đã nói ra những cái gì của Sư Minh Tuệ. Tôi nói thật nha, Sư Minh Tuệ, tôi không biết là trước đây ông làm cái gì, nhưng mà từ khi mà ông đi tu rồi, ông giữ giới rất tốt. Nhưng mà thông tin thì trước đây thầy cũng đi học tập thì cũng là một cái người học trò ngoan, mà cũng là một cái người hiếu thảo. Và thầy cũng đã làm nghĩa vụ quân sự rồi, làm xong cái nhiệm vụ của đời trai rồi, thầy mới đi tu. Nhưng mà tôi không biết tại sao một cái người hoàn toàn tốt đẹp như vậy mà các bạn và các thầy, một số thầy chùa rồi một số Phật tử là chỉ trích Sư Minh Tuệ. Bôi nhỏ nói cái này nói cái kia, tôi không hiểu nha, tôi không hiểu cái lòng của họ ở đâu, cái lòng từ bi của họ để ở đâu, cái đạo đức trí tuệ của họ để ở đâu. Mà trong khi những ông thầy chùa bây giờ, đây là những cái hình ảnh mà phải nói là hết sức là, tôi không biết dùng cái từ gì để tôi diễn tả một cái người đạo đức như vậy đấy. Mình là người tu tập bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cái chuyện nhơ nhớp cực của lương tâm mình, của bản thân mình, mà mình không soi xét, mình đi soi xét lỗi của người ta. Sư Minh Tuệ trong khi đó chưa bao giờ đụng chạm tới bất cứ một người nào, đúng chưa mọi người? Nhưng mà tại sao những người bản thân của họ giống như một cái bãi rác mà họ không lấy đó để họ sửa đi, họ thay đổi từ từ, mà lại họ chỉ trích cái người khác, chỉ trích Sư Minh Tuệ là bị quả báo hết. Tôi nói thẳng một câu, tới giờ này tôi mới khẳng định rằng Sư Minh Tuệ là người đắc đạo. Cho nên những người nào mà chỉ trích hay bôi nhọ hay là chửi bới Sư Minh Tuệ đều bị nghiệp hết. Đây là một bài học cho những ai có ý định xúc phạm Sư Minh Tuệ. Những người Phật tử cũng như là những ông chủ trì hay hoặc là những tu sĩ của các tu viện hay các chùa chiền nào đó mà có ý định phỉ báng Sư Minh Tuệ là đều bị nghiệp. Tôi khẳng định điều đó. Còn những Phật tử tại gia hay hoặc là của một cái chùa chiền nào đó mà có ý định lên bôi nhọ danh dự uy tín của thầy Minh Tuệ thì bị nghiệp hết. Tôi dám khẳng định điều đó. Chỉ có một đấng chân tu, có một đấng giác ngộ, một cái đấng đã đắc đạo rồi thì người ta phỉ báng thì mới bị nghiệp như thế này thôi. Chứ còn những cái ông mà như ông Thích Chân Quang hay hoặc là cái thằng Mật Hạnh này hay hoặc là một số ông chủ trì khác, chúng ta chỉ trích, chúng ta có bị nghiệp không? Không, đúng không? Còn Sư Minh Tuệ, ai mà chỉ trích, ai mà lên án, ai mà bôi nhọ là bị nghiệp hết. Tôi dám khẳng định điều đó. Nếu không tin cứ làm thử đi. Thật tình mà nói, nghe clip xong rồi tôi óc mình tôi nổi hết trơn. Tôi nói thật, cái những cái tình trạng như vậy thì không thể nào mà cái đạo Phật nó tồn tại đâu. Cho nên giáo hội cần phải đào tạo ra những cái người tu tập trí tuệ đạo đức, một lòng một dạ hướng về Phật. Thì hãy cho họ nắm một cái chủ trì của một cái chùa nào đó hay là một cái tu viện nào đó, phải được đào tạo bài bản, phải đi kiểm duyệt đàng hoàng, đạo đức trí tuệ đàng hoàng. Chứ còn nếu mà đào tạo ra những cái thành phần như thế này mà quản lý chùa chiền hay hoặc là tu viện thì tôi bảo đảm rằng cái đạo Phật nó còn tệ hơn cả Hàn Quốc và Nhật Bản luôn. Tôi dám chắc điều đó. Cho nên bây giờ đó cái lời thỉnh cầu của tôi đến giáo hội là phải thanh lọc tất cả các chùa chiền, thanh lọc những ông trụ trì, thanh lọc những cái người tu như thế nào đó, phải quản lý thật là chặt chẽ, phải cho người kiểm soát chặt chẽ, hay hoặc là hàng tháng hàng tuần gì đó, phải rồi hàng tháng họp kiểm điểm như thế nào đó, rồi người này phát giác người kia phát giác cho người đó để trình lên trên giáo hội để mà xử lý. Còn bây giờ đó họ đã che đậy quá kỹ, còn giáo hội thì không quan tâm đến những cái người cấp dưới của mình, ai muốn làm gì thì làm. Đâu phải như vậy, mình lập ra giáo hội là để làm cái gì? Là để quản lý cấp dưới của mình sống như thế nào, việc làm như thế nào, cái việc là truyền bá cái đạo Phật ra ngoài xã hội là như thế nào. Phải cần xác minh cái điều đó, phải là nghiêm ngặt vấn đề đó thì cái đạo Phật nó mới phát triển. Chứ còn nếu mà bây giờ tình trạng bây giờ để mỗi anh ai nấy làm những cái chuyện nhơ nhớp như vậy, trai gái yêu đương trong chùa trong chiền như vậy thì không thể nào được đâu giáo hội ơi. Cái này là lời thỉnh cầu của con thật sự. Giáo hội từ nay phải tìm ra những cái người nào có đức độ, có trí tuệ, thật lòng với đạo Phật thì mới có thể đưa cái đạo Phật này nó quay lại với những cái Phật tử. Chứ còn nếu mà để những cái tình trạng như vậy thì tôi con dám bảo đảm chùa chiền và hay là cái đạo Phật cũng vậy, nó cũng sẽ không còn tồn tại ở Việt Nam chúng ta. Mà điều đó là con không hề muốn. Bởi vì cái đạo Phật nó rất tốt, giúp cho con người ta sống biết yêu thương, biết chia sẻ, sống đạo đức, sống trí tuệ. Thì con mong rằng giáo hội tìm những cái người mà có tâm, có đức, có đạo, có đào tạo qua những cái lớp Phật học chính quy đàng hoàng thì mới cho ra nắm chủ trì, mới cho bước lên bục giảng cho Phật tử. Chứ còn để mà ai muốn giảng cái gì tự suy nghĩ ra rồi giảng, nói tầm bậy tầm bạ, tiêm nhiễm mê tín tà kiến thì tôi không thể nào chấp nhận được. Người đời á, thì họ còn tham sân si thì họ làm những cái chuyện đó thì người ta cũng có thể chấp nhận, ta bỏ qua. Nhưng mà người đã tu hành rồi, đã buông bỏ rồi, tứ đại giai không rồi mà đi hỉ nộ ái ố, đi nói xấu người này rồi làm bản thân của mình nó nhơ nhớp như vậy đấy, thì làm sao nói người ta được, làm sao mình giáo huấn người ta được. Mình là cái người thầy tu, người dạy người khác tu là mình phải đạo đức, có trí tuệ, là một cái người trong sáng vi diệu thì mình mới dạy người ta được. Chứ giờ thân của mình nó đã quen ố, nó đã nhơ nhớp như vậy mà chúng ta đi dạy người khác thì chẳng khác nào hại người ta, đúng không ạ?
Dạ, một lần nữa Tâm cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và an lành. Dạ, em cảm ơn.